Có tới hơn 14.000 điện thoại ở Việt Nam có thể bị nghe lén. Đây là kết quả điều tra của đoàn thanh tra liên ngành gồm thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50, Công an thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Việt Hồng có địa chỉ trên đường Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, quận Thanh Xuân và phát hiện công ty này kinh doanh phần mềm P-Tracker. Đây là loại phần mềm giúp người dùng có thể xem tin nhắn, danh bạ hay ghi âm cuộc gọi, định vị điện thoại, quay phim chụp ảnh, bật tắt 3G GPRS của điện thoại bị giám sát. Thậm chí, người sử dụng còn có thể ra lệnh điều khiển từ xa điện thoại bị cài P-Tracker bằng cách nhắn tin tới điện thoại này. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ dữ liệu sau khi được lấy từ điện thoại bị cài phần mềm đã được gửi về máy chủ của công ty Việt Hồng. Tại đây, người của công ty có thể xem, xóa, khai thác nội dung dữ liệu đó. Nếu như khách hàng nộp tiền cho Việt Hồng thì công ty này sẽ cấp tài khoản để khách hàng xem, khai thác nội dung dữ liệu đó trên máy chủ. Với trên 14.000 tài khoản bị cài phần mềm P-Tracker, đến nay công ty Việt Hồng đã thu lợi bất chính từ hoạt động phạm pháp này lên đến gần 1 tỷ đồng. Ngoài công ty Việt Hồng, hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra hoạt động của nhiều tổ chức cá nhân nghi vấn khác.